Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá cả thị trường phân bón ngày 6 tháng 2, 2024, giá phân bón đi ngang. Có tin đồn nhà máy tăng giá phân ure. Khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 506-509, Phú Mỹ 504-508, Bình Điền 506-509, Ninh Bình 503-507, Trung Quốc 503-508, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục có giá 504-508. DAP Hồng Hà Xanh 1.050.000-1.150.000 đồng. Trung Quốc nâu 64% 803-806. Trung Quốc vàng 64% 803-806. Đình Vũ 750-800. Đức Giang vàng 64% 706-709. Nga đen 64% 803-806. Nga xanh 64% 803-806. Ba con cò 1.000.000-1.100.000. Hàn Quốc đen 1.100.000-1.200.000. Xanh Tường Phong 804-808. Cali, Cà Mau 803-807. Phú Mỹ 803-806. Ba con cò 850-808. Cali Miễn Cà Mau 506-509. Cali Belarus bột 406-409. Israel hạt Miễn 502-506. Israel hạt Nhuyễn 406-409. Israel trắng 504-508. NBK 16-168, Bình Điền 606-609, Cà Mau 607-701, Phú Mỹ 606-609, ba con cò 850-900, Việt Nhật 650-609, Saramila Complex 12-11-18, 603-608, giấy bao 25 kg, Hàn Quốc 16-168 cộng 9S 600-650. 16-168 TE Việt Nhật 720-750. NBK 20-20-15, ba con cò 807-901, Bình Điền 850-808, Sông Danh 808-902, NBK 20-20-15 TE Bình Điền 1.050.000-1.100.000, Phú Mỹ 1.000.000-1.050.000, Phân Lân, Xích Bê Lân, Long Thành 204-206, Lân Văn Điển 209-302. Ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, ure Cà Mau 504-507, Phú Mỹ 503-506, Bình Điền 504-507, ure Hà Bắc 502-506, Ninh Bình, Trung Quốc 502-506. DAP Hồng Hà Xanh 1.050.000-1.100.000. DAP Trung Quốc nâu 64% và DAP Trung Quốc vàng 64% đều có giá 803-806. Đình Vũ 720-706. Đức Giang vàng 64% 706-709. Nga đen 64% 803-806. DAP Nga xanh 64% 803-806. Ba con cò 1.000.000-1.100.000. Hàn Quốc đen 1.100.000-1.200.000. NBK 20-20-15 TE Bình Điền 975-1.050.000. 20-20-15 Bình Điền 806-900. 20-20-15 ba con cò 809-902. 20-12-7 TE Bình Điền 900-950. 18-86 Việt Nhật 802-804. 18-86 TE Việt Nhật 803-808. 16-8-14-12S Việt Nhật 850-900. 16-8-8 Phú Mỹ 708-802. 15-5-10-14S Lào Cai 508-602. 20-12-7 TE Bình Điền 900-950. 19-16 Sông Danh 709-850. 20-66 Ninh Bình 707-802. 13-13 Lâm Thao 708-803. 16-8-16 Phú Mỹ 403-408. 16-8-8 Lâm Thao 800-850. 12-5-10-14S Lào Cai 508-602.
15 năm 20 song danh, 750 tới 800. Phân Lân, Văn Điển 209 tới 302, Lâm Thao 206 tới 209, Lân Đen 201 tới 206. NBK 16 16 8 Bình Điền 609 tới 703, Cà Mau và Phú Mỹ 608 tới 702. Ba Con Cò 809 tới 902, Việt Nhật 607 tới 700, Hà Lan 700 tới 750, Philip Korea 806 tới 900, 16 16 8 TE Philip Korea 806 tới 900, Cali, Cà Mau 803 tới 807, Phú Mỹ 803 tới 806, Ba Con Cò 850 tới 808, Cali Miễn Cà Mau 508 tới 601. Belarus bột 408 tới 502, Israel hạt miễn 504 tới 508, Israel hạt nhuyễn 408 tới 502, Israel trắng 550 tới 509, SA Nhật 401 tới 450, Trung Quốc 450 tới 408, Đài Loan 402 tới 407. Ở khu vực miền Trung, Ure, Cà Mau 550 tới 508, Phú Mỹ 504 tới 507, Bình Điền 550 tới 508, Hà Bắc 503 tới 507, Ninh Bình 502 tới 506, Trung Quốc 504 tới 508. DAB, Hồng Hà Xanh 1.050.000 tới 1.100.000, Trung Quốc nâu 64% và Trung Quốc vàng 64%, 803 tới 806, Đình Vũ 702 tới 706, Đức Giang vàng 64%, 706 tới 709, Nga đen 64% và Nga xanh 64%, 803 tới 806, Ba Con Cò 1.000.000 tới 1.100.000, Hàn Quốc đen 1.100.000 tới 1.200.000, NBK 20-20-15 song danh 906 tới 908, Sông Hương 1.030.000 tới 1.050.000, Đầu Trâu 907 tới 1.050.000, Bông Lúa 904 tới 908, Ba Con Cò 906 tới 909, NBK 16-16-8 Bình Điền 609 tới 703, Cà Mau và Phú Mỹ 608 tới 702, Ba Con Cò 809 tới 902, Việt Nhật 607 tới 700, Hà Lan 700 tới 750, NBK khác 16-88 Phú Mỹ 801 tới 850, 15-10-14S Lào Cai 506 tới 601, 20-12-7 TE Bình Điền 900 tới 950, 19-16 Sông Danh 709 tới 850, 20-66 Ninh Bình 609 tới 702, 13-13-13 Lâm Thao 708 tới 803, 16-8-16 Phú Mỹ 707 tới 800, 16-88 Lâm Thao 802 tới 804, 12-5-10-14S Lào Cai 508 tới 602, 15-5-20 Sông Danh 708 tới 802, 20-5-5 Bình Điền 700 tới 704, 17-19-9 TE Phú Mỹ 809 tới 904, 18-4-22 TE Bình Điền 907 tới 1.010.000, 17-7-18 TE Cà Mau 804 tới 808, 17-7-17 TE Cà Mau 850 tới 808, 17-15-9 TE Phú Mỹ 803 tới 807. Phân Cali, Cà Mau 803 tới 807, Phú Mỹ 803 tới 806, Ba Con Cò 850 tới 808, Canada Miễn 602 tới 650, Cali Miễn Cà Mau 508 tới 601, Belarus Bột 408 tới 502, Israel Hạt Miễn 504 tới 508, Israel Bột 408 tới 502, Israel Trắng 550 tới 509, Phân Lân, Lâm Thao 250 tới 209, Lào Cai 204 tới 208, Văn Điển 250 tới 209. Ở Đông Bắc Bộ, Ure, Cà Mau 506 tới 509, Phú Mỹ 550 tới 508, Bình Điền 506 tới 509, Ure Hà Bắc, Ninh Bình 503 tới 506, Trung Quốc 507 tới 509. DAB, Hồng Hà Xanh 1.050.000 tới 1.100.000, Trung Quốc nâu 64%, Trung Quốc vàng 64%, 803 tới 806, Đình Vũ 702 tới 706, Đức Giang vàng 64%, 706 tới 709, Nga đen 64% và Nga xanh 64%, 803 tới 806,
DAB 3 con cò 1 triệu tới 1 triệu mốt. NBK 13-13-13T Bình Điền 806-809. 16-68 Việt Nhật 802-850. 16-16-8TE Việt Nhật 806-809. 16-16-8 3 con cò 809-902. 16-16-8 Phú Mỹ 802-850. 16-16-16 3 con cò 803-808. 16-16-8 Lộc Điền 603-609. 16-88 Phú Mỹ 800-804. 16-88 Lâm Thao 801-850. 16-8-16 cộng 4S Lâm Thao 804-808. 16-88 cộng 9S Lâm Thao 804-808. 15-15-15T Amoni 406-408 bao 25kg. 16-16-16 Chaban 502-508 bao 25kg. 12-5-10 Lộc Điền 500-507. 16-88 cộng 9S 803-808. 13-13-13 Lâm Thao 504-508. 20-20-15 Sông Danh 1 triệu-1.050.000. 20-20-15TE Bình Điền 1.050.000-1.100.000. Lân Lâm Thao 207-301. Lân Lộc Điền 209-304. Vân Điển 250-208. Cali Cà Mau 803-807. Phú Mỹ 803-806. Ba Con Cò 850-808. Cali Miễn Cà Mau 508-601. Belarus Bột 408-502. Israel Hạt Miễn 504-508. Israel Bột 408-502. Israel Trắng 550-509. Giá áp dụng trên mỗi bao 50kg mua bằng tiền mặt. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.